thị xã Phú Mỹ là điểm đến tiếp theo được ghi nhận trong chương trình. Thưa quý vị, Đảng ủy Ban Chỉ huy quân sự thị xã Phú Mỹ đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Đành, phường Hắc Dịch và các gia đình chính sách, thương binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, gồm các ông Đỗ Ngọc Khanh, xã Châu Pha, Phan Văn Thăng, phường Phú Mỹ, Nguyễn Thành Trí, phường Phú Mỹ và bà Đậu Thị Lan, xã Tóc Tiên, bà Hồ Thị Bé, phường Tân Phước nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Tại các nơi đến thăm, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Phú Mỹ đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ tình cảm, sự tri ân sâu sắc với mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Đành và những thương binh bệnh binh, gia đình chính sách. Lực lượng vũ trang thị xã, cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân thị xã luôn trân trọng những đóng góp hy sinh mất mát của các thế hệ cha anh đi trước, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu thực hiện chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, thực sự là tấm gương sáng để thế hệ trẻ tự hào học tập và noi theo.